20 năm mấy năm là kêu là bà kêu, bà kêu bây giờ mày phải lấy cốt tao lên chứ không để tao nằm ở dưới hoài. Rồi cái bà này bà không có tin, cái nói nếu mày không lấy cốt tao lên mày làm cái gì tao sẽ làm cho mày tàn gia bại sản cái nấy. Là hồi đó đây là buôn bán là thuốc sâu phân phấn rồi đó, làm càng ngày càng tiêu, càng ngày càng tiêu, bà đi chỗ nào bà làm cái gì cũng tiêu trơn á. Rồi bà mới trở về đây bà ở lại, thì cái bà đó mới kêu đi về nhà ở, thì về nhà đi ở lên với tao, về nhà kêu mày lấy cốt tao lên, kêu hoài kêu quỷ mà không có lấy. Tới chừng hai mấy năm rồi, cái cách hồi năm ngoái nè, nói vậy nè, thôi bây giờ mày lấy lên đi, mày đào lên đi vàng ấy. Tao á cũng như một lớp chiến sĩ nằm ở trên, rồi có cái bọng cây bự, tao nằm ở trong cái bọng cây á, là vàng ở dưới đó, rồi mày lấy đi rồi lấy vàng luôn. Thì mến chào dì Tư. Thì hôm nay cũng hữu duyên cô cháu mình đi làm thiện sớm giờ á, thì trở về cái ngôi nhà này thì cũng có một điều tâm linh rất là huyền bí ở nơi đây. Thì ngôi nhà này nói chung ra con nghe rất là nhiều rồi, mà không biết ngôi nhà này như thế nào, thì hôm nay dì Tư dắt con đi, thì mong dì Tư có lời nói đầu để nói cho bà con biết á, ngôi nhà này là có cái gì đó, con nghe nhiều lắm nhưng không nhớ nổi. Cũng muốn hiểu biết ha. Dạ, muốn hiểu biết thì tìm tòi á. Thì trước đó thì chào Phú với lại Dương Cầm. Dạ. Thì hôm nay hai đệ đến đây rồi thì nếu mà không nói thì thôi, còn không lên thì thôi, lên phải cặn kẽ. Dạ. Phải cho nó có đầu có đuôi, rồi nó cũng có cái chuyện nó như thế nào đang thực tế. Dạ. Thì đây là một cái nhà của đệ Tâm. Dạ. Bữa nay đệ ấy đi ở trên voi chỉnh á. Dạ. Ở nhà đi hôm đó tới nay cũng như chiều về đốt nhang. Dạ. Thì xà to đi về chỉnh. Rồi bữa nay tôi đi xuống đây giờ cũng đục xích, thành ra tôi không có điện cho đệ ấy. Yeah. Thì đây là trước cửa nhà, còn đó là cái biểu để mà tôn kính đó. Yeah. Tại vì đệ ấy nói như là chiều 14 đầm 29-30 là một đoạn đường đi đây qua bên đó, là mấy ngàn người đi đó. Yeah. Yeah. Mấy ngàn đó, đi một đi cái bằng đi hàng một hàng hai đi hàng dọc, là thành ra đệ ấy tính cắt cái này nè, xây cái này làm cái miễu lớn nhưng mà nhà nước nó không cho. Yeah. Rồi đệ mới đi thỉnh cái miễu đó. Còn cái tấm niệm Phật bên đó thì của ông Tín Dũng nó đưa tặng cho mấy ngày này có ấy đặng mà niệm Phật tặng cho nó qua một chút. Yeah. Thì bây giờ cái hầm á thì nói đằng sau, còn cái đống cát á thì để chủ nhà bưng đem đổ bên bển, bây giờ đẩy trơn rồi hết chứ đâu. Yeah. Đó thầy đâu bây giờ mình đi đằng sau đi. Yeah. Đi tôi nghe lúc trước là khi mà vô ngôi nhà này nó rung ấy rồi giữ tâm hồi lúc mà lạnh lắm không con, mỗi lần tư đi vô đó lần đầu tiên đó. Yeah. Là nó khó, người ta khó chứ mình kêu nó cũng hơi tội. Yeah. Khó lớp cấp đều hết trơn, dền rang. Yeah. Hết trơn luôn, khó cấp mà ta nói nghe, tụi tôi đứng mà tụi tôi nghe niệm Phật không kịp luôn đó. Yeah. Còn thằng đệ nhất miền Tây với chị Hai Y là cái chị Hai là chị ruột của cái nhà này nè, không dám vô luôn đó. Yeah. Nên tôi với Tướng Dũng vô mà nó khó dữ lắm nha, khó lớp cấp. Cái tôi với Tướng Dũng giái nói thôi chúng tôi cũng tính đây để cho biết thôi chứ cũng không có làm gì thôi, mấy ông đừng có ấy nữa, cho tôi xin phép một hầu mới im. Yeah. Im là bắt đầu tụi tôi làm nhưng mà không có lên, rồi làm thêm tới giờ, rồi cái thời gian bây giờ mấy người này người ta cũng nôn nóng làm cho mất im á. Yeah. Bởi vì thì thôi bây giờ vậy đi, bây giờ mình đi lần lần ra đi nha. Yeah. Đi chị Tư ơi, đây là cái đoạn đường đi ra làm sao nữa, chứ là cái nhà thì nằm bên đó. Yeah. Đây là lần đi đó mà không có để ấy. Rồi lúc đó cô bé đi vô đi đường này, cô bé đi vô đi đường này rồi mất mẹ sang rồi đi ra đó hỏng rồi, rồi mình vô xin cái ở trước Dân Cầm biết không, hồi ngày xưa đó là ở đây là một cái nhà, đây là để coi kìa, nhà đó ta phá ra rồi đó. Yeah. Nha, đây nữa nè chặt ra nè, là hai cái nhà này nó dính liền. Rồi bắt đầu á, một hôm nó là mấy chục năm rồi,
Tuy nói là 20 mấy năm, 20 mấy năm là kêu, là bầm bà kêu, bà kêu bây giờ mày phải lấy cốt tao lên, chứ không có để tao nằm ở dưới này hoài. Rồi cái bà này bà không có tin, cái nói nếu mày không lấy cốt tao lên, mày làm cái gì tao sẽ làm cho mày tàn da bại sản cái nấy. Là hồi đó đây là buôn bán là thuốc sâu phân phướng rồi đó. Làm càng ngày càng tiêu, càng ngày càng tiêu, bà đi chỗ nào bà làm cái gì cũng tiêu chân á. Rồi bà mới trở về đây bà ở lại. Thì cái bà đó mới kêu đi về nhà ở, thì về nhà đây ở lên với tao, về nhà kêu mày lấy cốt tao lên. Kêu hoài kêu quỷ mà không có lấy. Tới chừng 2 mấy năm rồi. Cái cách hồi năm ngoái nè, nói vậy nè, thôi bây giờ mày mày lấy lên đi, mày đào lên đi vàng ở dưới. Tao á cũng như một lớp chiến sĩ nằm ở trên, rồi có cái bọng cây bự, tao nằm ở trong cái bọng cây á, là vàng ở dưới đó đó. Rồi mày lấy đi rồi lấy vàng luôn. Bà này bà thấy vậy bà mới đào lỗ để bà, mẹ con bà làm lén làm đây nào bưng qua bên đó đó, đổ trong nhà đó một nhà cát bên á. Giờ đi qua bên đâu được, mở nhà đi đó, đi qua bên đó nó đổ một nhà cát cho nó lòi vàng lên thôi. Giờ cái bắt đầu á là cái này cái hầm cầu. Rồi như vậy là đào đã đời. Cái bà nói thôi bây giờ á là mày đi báo đi, chứ để thôi công an nó bắt mày chết. Thì mới đi lại đăng báo thì người ta đem cô bé vô ngoài đó, đi vô đây. Đệ ơi hốt lên, ta nói nghe đóng luôn đệ. Đóng luôn. Cái gì vàng vàng đó hả chị Tư? Giống như rồi cái hốt lên là đúng ngày 27 Tết. Là đem cái thùng của mình á, cái thùng muối bự vậy nè. Là xương đó, xương ống, xương đồ là còn ba lớn, mòn hết rồi. Nó tiêu hết rồi, nó muốn thành thạch hết rồi. Thì đem vô là một thùng đó đó. Một thùng đó để tính có bao nhiêu xác, bao nhiêu người ta. Thì đem vô đầy thùng hết rồi là bắt đầu là tới ngày 28 Tết người ta mới định lợi. Đặng ta đem cái đó gì người ta thử nghiệm. Xong xuôi rồi bây giờ chở qua làm á, thì cô này bà không cho. Bà nói cũng như là làm thì lấy cốt làm gì làm. Nhưng mà bà có vàng là bà lấy. Còn nhà nước thì người ta nói để người ta sửa chữa cái nhà lợi. Rồi còn số cũng đưa cho bà không chịu. Nó bà tin tưởng là bà này, mấy mẹ này, mấy bà này kêu có. Cho nên bà còn đang tranh đấu cái vụ đó đó. Thành ra không cho múc. Nói thầy thì thành ra ở dưới này nè đệ, bây giờ này hắn mà nếu mà thột xuống một cái nữa đấy hắn, là tôi nói với đệ là dữ dằn. Sâu xác, lắm. Xác không có, xác không ý. Bây giờ là cái hầm này sâu gì tư. Năm thước nước là bữa nay là nó giật xuống rồi đó. Hồi cái bữa đó Thành Lưng đi vô đấy hắn là tụi tôi giái nha. Thành Lưng không có giái. Nước hả? Không, nước trên. Nước trên là năm thước té té con là năm thước đó, nhưng mà bây giờ ở dưới thì còn không biết bao nhiêu nha. Là tới ngay chân chỗ cái chấn đó, là từ xuống đó nghe, là nói với đệ là bây giờ ở dưới thằng khối ở dưới nó còn một đống cát ở bên bển kìa, đệ không có đi qua bển quay cát được đâu. Cái cát đó nghe, cà chiếu cũng như trên tà lơn vậy, chiếu cát. Thì cái người này không phải là cái người thường của mình, là cái người này là có kêu nói với đệ Tâm đó là quận chúa hả chị? Quận chúa nước sim. Quận chúa nước sim như vậy đó. Thành ra bây giờ đó là chưa tới lấy cái cốt của bà lên nữa, bây giờ cốt bà còn ở dưới nữa. Nó như vậy đó, thành ra nó rồi bỏ nhà để coi nè, bây giờ phá nhà hết trơn hết trọi, giờ đâu có nhà ở, giờ đi lên trên voi ở đậu người ta, rồi chiều xuống đốt nhang chút vậy rồi đi về. Mình thấy cũng khổ ha. Mà bây giờ nếu mà được tự do thì người ta hốt cái này lên đi, rồi đem vô chùa hay là đi đâu đó, đi đất từ thiện thiếu gì. Rồi mình chôn đi, rồi cái bắt đầu là đặng cắt nhà cửa gì là ở, rồi để gì hoài đó, để thấy cái chuyện tâm linh nó như thế nào. Đó. Tâm linh nhiều chuyện mình không thể, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thí dụ bây giờ chuyện quá huyền bí. Thí dụ bây giờ cái hầm như vậy, theo lẽ như người ta là 1-2 người hay 2-3 người thôi không? Mấy trăm người, mấy ngàn người. Tại vì lắp nữa đi ra trước nè, tôi cho coi cái xương. Khi mà cái xương cái đó, xương đó chắc ông quyển quá. Có nghĩa là nhà này mới đầu đào cát thôi, nhưng mà sau là nhà nước nó đem cần cẩu lại mà múc lên là một gào, là chỉ dài gào thôi mà. Đấy, xương đầu là tiên, vậy luôn. Đầu tiên đó là bà nói là vàng đúng không? Cho nên bà lấy ông múc, hai mẹ con khiêng qua bên kia cái nặng lắp nữa có vàng mình lấy. Tới chừng nào bà đó chưa có tới cốt, bà mới kêu nữa. Bà nói bây giờ mày phải đi báo đi để công an nó làm việc kìa. Cái bắt đầu đi lên chảnh báo thì đem cô bé vô hốt một cái dưới lên thì đóng đó. Là hốt mới có, hốt bữa đó hình như là tới 4 giờ mấy là xong á.
là tối rồi là đem vô rửa, xịt nước rửa là tôi đi lấy cúng về, là 5 giờ là dẹp đó, là tới bây giờ luôn đó. Nếu mà còn ban ngày đấy là còn múc nữa. Nếu ban ngày á, còn sớm đó là chắc múc tới mẹ rồi, tới bà rồi. Thành ra chưa có tới bà. Bây giờ bà nói giờ chưa tới bà. Bà nói giờ còn có, bà nói á, là đệ này á, đệ Tâm nói á, bây giờ nếu mà thọt gạo xuống là hốt lên là một về đó. Vậy mà thôi, nhà nước mình làm chút xíu rồi nâng lại. Tại ngay chăng ngày 27 Tết, đâu có chút xíu đâu. Làm khi mà đi lại đây đâu co rồi đi kia nọ thì làm hình như là tới mấy tiếng đồng hồ đó, là bò vô được tới đây rồi làm đó là tới gần 5 giờ chiều rồi. Nó rồi là bắt đầu mới nghỉ làm việc, nghỉ đem vô rửa. Rửa xong xuôi rồi người ta mới chở về tỉnh. Chở về tỉnh rồi cái bắt đầu qua Tết người ta mới chở vô lợi. Ta chở cái đó vô lợi rồi mới đem lên chùa Bà Nước Hẹ, mới chôn ở trên dãnh. Nó rồi là bắt đầu có sự chăm sóc là tới giờ luôn. Chưa làm được đó. Con nghĩ là miếng đất này là cũng cổ lắm mày, bởi vì nhiều sắp chết rồi cái bồi đất nó lấp lấp. Không phải. Còn nhiều lớp. Cái này là một lượt chứ nhà đẳng hả chị? Chắc lượt chứ cái nhà nãy đó. Không, nhà cổ. Cái con nghĩ là tại vì cái thờ của công chúa là thờ xa xưa. Thì bởi nó lấp hoài. Không có lấp đâu, người ta dập đó. Người ta dập nó hồi phong trào đó, đó là cái này với cái đó là cái nhà đẳng đó, là một lượt. Cái gian trước á là cái gì cách nó còn phút gì nè, sao lại ta mới đổ lên. Mà bà nói gì nè, khi mà chết là chết hết trơn luôn, chết mấy dặn người lận. Ở ngoài người ta đi vô mà nước xiêm mà người ta đi vô mà vô là đem đi vô là mấy dặn đó, là như coi như vậy là chết là đào cái lỗ này nè, bắt đầu để thảy xuống dưới, chết tấp trước thảy xuống dưới. Giờ bắt đầu mới tới bà. Nó mới tới bà, bắt đầu để bà lên. Để bà lên thì trong khi đó là có vàng có đồ, thì để bà lên thì chết nữa thì bắt đầu chồng lên đó, vậy đó. Thì chồng lên. Thì bởi vì nó mới dồn vô con cái lỗ này à. Mới nhiều. Mà ngặt con cái là bây giờ cái xác của cái cốt của bà đó nằm ngay chân cái hầm này. Mới áp vậy đó. Nằm ngay cái hầm cầu. Cái hầm cầu nữa. Phải chịch một chút nó cũng đỡ. Còn cái này nghĩa chăng cái xác của bà là nằm ở dưới này có cái bông cây bự lắm. Thì bà nói bà nằm trong cái bông cây. Thì bây giờ nó múc một cái là lên cái bông cây, lên cái miếng cây rồi. Tới cây rồi đó. Nếu mà múc gào nữa là đụng đó. Mà ngặt cái giờ không múc nè. Chưa làm được. Nó vậy đó. Thì để thấy đi bây giờ nhà cửa nè. Nó là phá trơn, nó chọi rồi gì đó. Mà như vậy đó rồi bây giờ làm sao mà cứ chịu chặt vậy hoài. Tôi không biết sao mà nói. Thì cái này nói với nhà nước sao giải quyết cho nó ổn thỏa. Ăn thua nó thôi chứ đâu thua nhà nước. Chủ nhà. Cái này cũng tùy theo con nghĩ nha gì tư. Chẳng qua là cái duyên chưa tới. Cái gì cũng phải ngày thời cơ, ngày tới ngày tới giờ có thể lấy lên mới có thể thảo luận xong mới có thể làm được. Con nghĩ là gì? Tới ngày tới giờ. Cái gì cũng phải tới ngày tới giờ. Khi bà muốn lên trước nhưng mà chưa tới ngày giờ thì cũng đâu lên được. Đầy nhóc một cái nhà cát lên đó. Múc này nè, thấy vậy nhưng mà múc ăn cát nhiều dữ lắm, mà cát tôi nói với đệ đó, để vậy nè, chớp. Cát tốt lắm, là người ta là một vị tướng mà, phải không? Thành ra từ cái chỗ đó là nó sẽ bắn tỏa ra, là cũng như là máu nè, rồi nước nâu rồi nó cái tủa ra tới đâu là nó có cái màu nhiệm đó gì đó, nó đẹp như cái hào hoa vậy, đẹp lắm, tôi có qua bển coi, Tướng Dũng cũng có thấy, đẹp lắm. À, bữa hổm á, đó, cái đường đi vậy đó, cái liều hương vậy đó, cái bắt đầu á, để Tâm nói đi vô để đem hai cây nhang ra đặng cắm đốt, thì đằng này tụi tôi cũng chấp tay lại mẹ lại bà cho con xin phép để mà quay cho chị em cô bác xa gần ta biết. Còn ảnh không đâu, ảnh đi cày hông cày dẫu, hông dẫu lợi tới đó thuộc đó, dâng xuống đó nằm đau tuốt trong đó, lặn xuống đó, bữa hổm lặn đó, lặn dữ lắm luôn á. Rồi hư điện thoại luôn ha, thì hư cái điện thoại, lặn bà lặn giá dữ lắm mới được đó. Lặn dân xuống đó đó, sát trong cậy luôn. Rồi cái tôi với Thành Hậu á, đi đây nè, đi đây, nó đi ra đây nè, đặng giếng biết không, mới đi ra đây ngay sang chỗ này nè, quấn một cục lớn vậy nè, quậy một cái ụng vậy đó, là tôi với Thành Hậu thấy rõ ràng luôn. Dòm thấy quậy cái ụng cục đang xì, dòm lại gì Hậu nó nói vậy nè, ý cái gì của tôi ơi, cái gì tôi ơi, tôi nói cái gì vậy. Dòm lại thì đó im ru vậy đó, không có một giận, không có một giận sống nào hết trơn. Y đang vậy, ông Hậu cũng run vậy nè. Tôi nói niệm Phật đi chứ gì đâu mà giữ gì. Là niệm Phật đó, là bữa đó luôn đó. Ghê không? Rớt cái điện thoại bởi
rớt xuống đó luôn, nằm tuốt ở dưới bữa hổm là bắt cái thang đó lúc luôn đó, là lặn đó. Rồi để coi bây giờ nhà cửa gì đó mà gặp tôi thì nói ngay đi, thì thôi bây giờ là lỡ rồi, thôi bây giờ mấy ông làm gì làm, rồi là đặng đem bà lên, thấy không? Đem anh em đồ này kia lên, rồi cho tôi, có thí dụ có thì cho tôi xin mớ, đặng mà tôi sửa nhà sửa cửa là tôi ở, còn dư mới vốn tôi làm ăn, còn nếu không có mấy ông cho tôi xin mớ tiền ha, đặng tôi sửa là tôi ở, vậy xong thôi. Yeah. Không chịu, cứ anh canh gác. Cái gì đó cũng chẳng qua là cái duyên nữa hả? Cái duyên, tôi còn nghĩ là do duyên thôi, tức là chưa tới duyên để bà lên thôi. Chứ bà cũng muốn lên nhưng mà có gì. Bà kêu dữ lắm, hiện tại bây giờ bà cũng nói nữa. Bà nói tại sao mày không điều đem lên đi mà mày để tao dưới này hoài? Tại bà nằm ngay cái chân cái này luôn nè. Ô quế. Giờ. Nặng gì? Ô quế gì? Nhà này ăn cưới nhiều chuyện tâm linh rất là quyền bí. Rất là nói chung quá quyền bí. Rồi mình đi đằng trước đây. Thì ai tin thì tin, không tin thì tùy quý vị thôi ha. Không, cái này là có thiệt nha quý vị, chứ không phải không có đâu nha. Cái này thực tế ở cách nhà tôi chưa được nửa cây số mà. Cách nhà tôi với chị, cách nhà chị Tư đâu chừng vài trăm thước à. Còn nhà chị Tư vài trăm hết, chị Tư 200 ha. Còn nhà của em thì còn được. Ừ, thành ra nắm rõ hết. Đây là cái ống quyển giò à. Nó mà còn có ba lớn. Rồi quý vị tính đi, nó còn có ba lớn. Nè, muốn thành thạch hết rồi còn gì nữa. Xương này xương tay hay xương chân cái? Cái này chắc xương chân quá à. Sao nhỏ vậy? Lâu ngày quá rồi. Gần quá thạch. Quá thạch, tại vì không rửa, chà rửa nó muốn ngờ vậy. Nhỏ. Nè, cái thang này nè, cái thang này là bữa hổm là bắt nè. Nè, không khỏi, nè nói nghe nè, kìa đóng cát, ừ, bắt được không? Bắt được, sụp nữa, đó đóng cát đó, thấy không? Đóng cát đó, ở ngoài này mình dòm vô đó chứ giờ chẳng có chiếu dữ lắm, thấy không? Ăn cắp cát đem vô ăn cát. Trong cát còn cái đó đó dân cầm để nói trong cát mà hốt của mình nói là mà đó nguyên một ngầm mà lôi lên chắc nguyên một nhà luôn, không cho anh ta thấy nữa, nó nhà đóng cửa lại nha, hết hồn không. Còn cái thang này nè là bữa hổm là nó lút luôn đó nha, là đem cái thang này xuống dưới nè cho thành lưng là lặn nè. Ừ, tại bắt dưới là lút hết trơn luôn, đặng trèo xuống rồi lặn. Thành lưng giáp lặn luôn hả? Lặn chứ, gì chứ của mình không lặn, ai lặn? Ừ, lặn rồi kêu ông Tư lại lặn nữa, mà ông Tư lặn hoài không được. Rồi nó lặn cũng không được, rồi tụi tôi giái dữ dằn luôn, rồi cái bắt đầu mới lặn được. Là cũng cỡ tiếng ngoài đồng hồ đó. À ơi, cái nhà đặc biệt. Là ai, tôi có thấy không? Đây, Ủa ông. Ông đó, đi hết trơn. Ông vừa vẽ không à. Nha. Yeah. Ồ. Đây nữa đó hả? Ừ. Kìa gì đó mà bà không ấy kìa. Ông gì không à? Ông lá. Lá. Nhọc hả? Bên nhóc ông chơi cái gì tới đó. Có ai để thấy ý ông thấy mình biết. Đây nữa nè, đây là hai ổ nè. Bữa hổm mà bữa hổm còn ông vừa nhớ ở trong cổng. Đó. Rồi đây phá cũng... nhà phá cửa hết trơn hết trời. Cái này là binh lính người ta đang ở đây nó ai đúng nhào vô đi rồi biết đâu. Ai nhào vô đi rồi biết không đầy hết ai nhào vô đi rồi đó nữa kìa đại ơi. Hả? Sao kỳ vậy ta, sao chiếc cửa nhà gì ha, thấy ghê quá ha. Vô đi rồi cảnh ông đâu làm ổ dữ vậy ta, mà đâu có ai để ý đâu biết đâu, bữa nay để thấy à, hỏi rồi sự thật với quý vị nha, nãy giờ là hai chuyện là tôi đều phục Dương Cầm hết rồi đó, tôi phục Dương Cầm rồi đó. Tự nhiên cái vụ mà ông này là không có ai để ý trơn á, mà ảnh thấy anh biết là một cái là dòm lên anh quay lên, còn như mấy người kia ra đây dòm cũng có quay nữa, là một cái thứ hai nữa mới gặp thằng Thiện là ảnh nói cặp mắt của rắn, dốt cuộc lại điều tra lại là má nó nói ăn đêm khẹt khè dữ lắm luôn. Năm 6 cái tổ ông á, tổ ông này là con độ là binh lính người ta đó, thay dẫn đồ ngôi nhà này á,
ông lá đó nè, rồi ông đặt cũng có luôn. Thấy thì ông người ta làm đâu có phải là ông trắng giả trơn, nãy giờ mình đâu có để ý đâu, kia trắng giả trơn kìa. Nhìn nổ ông lừa hết nè. Đấy, chị đơn giản thì nghe, mà còn đây dưới đây có nè, 6 ổ, 7 ổ luôn nè, ổ ông này nữa nè. Ở đây người ta giữ rồi, chưa? Tôi có biết ở đâu, tôi đâu có để ý tới vụ ông lá ông mộng gì. Mà từ hôm đó tới nay đâu có ai để ý đâu, không có để ý cái vụ ông này đâu. Thì bây giờ thì như vậy đó, thì tôi dẫn cho Phú với Dương Cầm đi khảo sát vậy đó. Nó có y thật chứ không, tôi không có bao giờ nói láo. Nhà tôi cách đây nửa cây số, còn nhà chị này cách đây có 200 thước à, thành ra nắm rõ hết trơn. Còn cái chủ nhà này với tôi là bạn, nói vậy đó. Thì nó thực tế là như vậy. Ví dụ anh chị em cứ việc coi rồi tìm hiểu. Không quay lại, anh quay máy rồi. Chứ mình kết thúc luôn.